Nam mô Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể hội chúng. Hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2017. Nhằm ngày mùng 3 tháng 5 năm Đinh Dậu, vào lúc 7 giờ ngày 7 giờ tối, 7 giờ PM giờ Việt Nam, tại giảng đường tu viện Linh Thú, chúng ta tiếp tục học Trung Bộ Kinh Tiểu Kinh số 63, Malunkya. Đại chúng hướng về màn ảnh chúng ta cùng học. Như vậy tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana, tại tịnh xá của ông Anatha Pindika, cấp cô độc. Rồi tôn giả Malunkya Buddha, trong khi đọc trú tịnh cư, đọc trú tịnh cư nghĩa là ở một mình, cái nơi thanh tịnh, cư là ở, đọc là một mình, trú là nghỉ ngơi, tịnh là thanh tịnh. Ông ta ở tu tập một mình tại cái chỗ thanh tịnh thì đó gọi là đọc trú tịnh cư. Khởi lên sự tư duy như sau: có một số vấn đề này Thế Tôn không trả lời, bỏ một bên, loại bỏ ra. Thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên. Sinh mạng này và sinh và cái thân này là một, sinh mạng này và cái thân này là khác. Như Lai có tồn tại sau khi chết hay là Như Lai không có tồn tại sau khi chết? Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề ấy. Vì Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề ấy nên ta không được hài lòng Đức Thế Tôn là một đấng toàn giác, không được thỏa mãn về Đức Thế Tôn. Vậy ta hãy đi đến chỗ của Đức Thế Tôn và sẽ hỏi ý nghĩa này. Nếu Thế Tôn trả lời cho ta, thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên, sinh mạng này và thân này là một, sinh mạng này và thân này là khác, Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại sau khi chết, Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, thời ta sẽ sống phạm hạnh với sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn. Còn nếu Đức Thế Tôn không trả lời cho ta những câu hỏi như thế thì ta sẽ bỏ học pháp và ra đời hoàn tục. Vì Đức Thế Tôn không phải là bậc thầy sáng suốt, cho nên thôi ta giả từ Đức Thế Tôn. Ở đây ngồi, ngồi cái chỗ thấy được bản và chỗ thấy được sư phụ à, này sáng đó rồi ha. Hãy hai cái nha. Chứ không có tổ chức chương trình anh hùng núp. Cái tác phẩm đó nó bỏ qua rồi. Như vậy thì có một người lại cho rằng Đức Thế Tôn có những chuyện Đức Thế Tôn dạy, có những chuyện Đức Thế Tôn không trả lời, không có dạy, cho nên là tôi tức quá rồi. Bây giờ mà ta đến hỏi Đức Thế Tôn những cái việc đó đó mà Đức Thế Tôn không trả lời thì thôi, ta sẽ bỏ học pháp, ta hoàn tục cho rồi. Rồi tôn giả Malunkya Buddha vào buổi chiều từ thiền định đứng dậy đi đến chỗ của Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Malunkya Buddha bạch với Đức Thế Tôn: ở đây
Bạch Thế Tôn. Trong khi đọc trú tịnh cư, còn khởi lên ý nghĩ như sau: có một số vấn đề này Đức Thế Tôn không trả lời. Bỏ một bên, bỏ một bên rồi loại bỏ ra. Những câu hỏi mà con hỏi thế giới là thường còn hay là thế giới là vô thường, vân vân, y như trên. Như Lai không có tồn tại hay không không tồn tại sau khi chết, vân vân. Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề này. Vì Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề ấy nên ta không được hài lòng, không được thỏa mãn. Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn và hỏi, và sẽ hỏi ý nghĩa này. Nếu Thế Tôn trả lời cho ta thì ta sẽ sống phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của Thế Tôn. Còn nếu Đức Thế Tôn không trả lời cho ta nữa thì nhất định ta sẽ bỏ học pháp và hoàn tục. Nếu Thế Tôn biết thế giới là thường còn hay Thế Tôn hãy trả lời cho con, thế giới là thường còn. Nếu Thế Tôn biết thế giới là thường còn thì Thế Tôn hãy trả lời cho con, thế giới là thường còn. Nếu Thế Tôn biết thế giới là vô thường, Thế Tôn hãy trả lời cho con, thế giới là vô thường. Nếu Thế Tôn không biết thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, thời Đức Thế Tôn cứ nói là không biết, không thấy. Hãy thẳng thắn trả lời: ta không biết, ta không thấy. Nếu Thế Tôn biết thế giới là hữu biên, Thế Tôn hãy trả lời cho con một cách rõ ràng: thế giới là hữu biên. Nếu Thế Tôn biết thế giới là vô biên, Thế Tôn hãy trả lời cho con: thế giới là vô biên. Nếu Thế Tôn không biết thế giới là hữu biên hay thế giới là vô biên, thời không biết không thấy, hãy thẳng thắn trả lời rằng: ta không biết, ta không thấy. Cứ như thế ông lại cứ vấn nạn. Nếu Thế Tôn biết sinh mạng này và thân này là một, Thế Tôn hãy trả lời cho con biết sinh mạng này và thân này là một. Nếu Thế Tôn biết thân sinh mạng này và thân này là khác thì Thế Tôn hãy trả lời cho con biết sinh mạng và thân này là khác. Nếu Thế Tôn biết sinh mạng này và thân này là một hay sinh mạng này và thân này là khác, thời không biết không thấy, hãy thẳng thắn trả lời cho con là: ta không biết, ta không thấy. Quý vị thấy không? Đức Thế Tôn mà còn có những đệ tử mắc dực như vậy, nghĩa là nó đâu nghe lời Đức Thế Tôn, nghi ngờ, không nghe lời, lại còn gặng hỏi, gặng hỏi lại, biết thì nói biết, không nói còn nói không biết, đặng tôi còn làm chuyện khác. Nếu Đức Thế Tôn biết Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Thế Tôn hãy trả lời cho Thế Tôn hãy trả lời cho con Như Lai có tồn tại sau khi chết. Nếu Thế Tôn biết Như Lai không có tồn tại sau khi chết, Thế Tôn hãy trả lời cho con biết Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Nếu Thế Tôn không biết Như Lai có tồn tại sau khi chết hay không tồn tại sau khi chết, thời không biết không thấy, hãy thẳng thắn trả lời cho con là: ta không biết, ta không thấy. Nếu Thế Tôn biết Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, Thế Tôn hãy trả lời cho con Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Nếu Thế Tôn biết Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, Thế Tôn hãy trả lời cho con biết Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Nếu Thế Tôn không biết Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, thời không biết không thấy, hãy thẳng thắn trả lời: ta không biết, ta không thấy. Này Thế Tôn bắt đầu trả lời nè, này nó dai quá, nó vừa lì vừa dai. Đức Thế Tôn nói: này Malunkya Buddha, ta có nói với ông rằng: này Malunkya Buddha, hãy đến và sống phạm hạnh theo ta, ta sẽ trả lời cho ông thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, vân vân, như trên. Như Lai không có tồn tại hay Như Lai không không tồn tại sau khi chết. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Có nghĩa là ông khẳng định rằng Đức Thế Tôn không có nói điều đó. Thưa không, bạch Thế Tôn. Hay ông có nói với ta như sao: bạch Thế Tôn, con sẽ sống phạm hạnh theo Thế Tôn nếu Thế Tôn sẽ trả lời cho con thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, vân vân, như trên. Như Lai không có tồn tại hay không không có tồn tại sau khi chết. Ông vẫn trả lời:
Thưa không, Bạch Thế Tôn, con đến xin Đức Thế Tôn cạo đầu cho con đi tu, con không có điều kiện gì hết, mà bây giờ tự nhiên con có điều kiện. Như vậy này Malunkya Buddha, ta không nói với ông, này Malunkya Buddha, hãy đến và sống phạm hạnh theo ta, và ta sẽ trả lời cho ông thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, vân vân. Như Lai có tồn tại hay không không tồn tại sau khi chết. Và ông cũng không nói với ta, Bạch Thế Tôn, con sẽ sống phạm hạnh theo Thế Tôn, nếu Thế Tôn sẽ trả lời cho con những điều con muốn, thế giới là thường còn hay là thế giới là vô thường, vân vân. Sự tình là như vậy. Này kẻ ngu kia, Đức Thế Tôn cho con thêm chữ nữa đi, này kẻ ngu si kia. Nó ngu không, nó còn nhỏ lắm, còn ít lắm. Ông là ai và ông phủ nhận cái gì? Này Malunkya Buddha, nếu có ai nói như sau, ta sẽ sống phạm hạnh theo Thế Tôn, khi nào Thế Tôn sẽ trả lời cho ta thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, vân vân như trên. Thời này Malunkya Buddha, người ấy sẽ chết và vẫn không được Như Lai trả lời. Này Malunkya Buddha, ví như một người bị mũi tên bắn, mũi tên được tẩm thuốc độc rất là dày. Bạn bè và bà con huyết thống của người ấy mời một vị y sĩ khoa mổ sẽ cắt rọc đến để mổ ra và săn sóc vết thương cho anh ta. Nhưng người bị tên bắn lại nói, tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi thuộc dòng hoàng tộc hay bà la môn hay là giai cấp buôn bán hay là người làm công, vân vân. Người ấy có thể nói như sau, tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi tên là tộc tánh là gì. Bây giờ quý vị suy nghĩ cái này nè, quý vị mới thấy đi mua bảo hiểm mà. Giống không? Mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sinh mạng, mà té cái rầm, máu chả ròng ròng, không có giấy tờ gì hết, không ai dám đụng vô. Vì sao? Vì mũi tên đó chưa biết của ai, cho nên không ai dám chữa trị. Đến lúc đi tìm giấy tờ, đi tìm này tìm kia lại nhỏ chết. Cho nên không mua bảo hiểm còn có thể cứu được, mua bảo hiểm chết luôn. Thì bây giờ người ta té ngay chỗ đó thì có thể móc cái hình ra, chụp hình lại xong rồi sốc người ta đưa đi bệnh viện đi, rồi về rồi đầu cứ theo chiếu theo cái hình đó mà bắt đầu làm giấy ăn cớ này chuyện kia, tai nạn xảy ra cứu người là trên hết. Vậy mà pháp luật không đưa ra vấn đề đó, lại đưa ra vấn đề khi có tai nạn xảy ra để người đó tại hiện trường chụp hình làm giấy tờ, công an đồ chứng, người này người kia chứng, ký tên xong nhỏ chết. Hay những gì Đức Phật dạy bây giờ quý vị thấy có những kẻ nó ngu si thì ớn luôn. Cho nên hiện trường cứ như thế mà kẹt xe, và người ta cứ bu lậu và bức xúc. Tại sao cuộc đời ta không giải mã một cách rất là tốt đẹp, mà ta lại để cho mọi người, người này bức xúc người kia bức xúc người nọ, chi mà vậy? Chuyện đó là chuyện nhỏ như con thỏ, bỏ mà bên. Còn cái chuyện mà giả sử như chuyện mọi người gặp nhau cái vấn đề gì đó, ta thấy nó trái tay gai mắt thì ta làm đi. Thằng này rác mà nó rớt đó là không chịu quét hốt, đi kiếm người mắng dốt, chịu nói không? Này đè ra quánh chưa, thấy không? Vậy ta xách cái chổi ta quét ta là xong rồi. Thằng này đi kiếm người mắng dốt chi, rồi coi ai sẽ là người là chỗ đó làm chuyện đó. Trời, đâu có chuyện đó. Câu chuyện có thấy không, dạy chúng ta áp dụng vào cuộc sống chúng ta tu rất là tuyệt vời.
Người ấy có thể nói như sao? Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn là cao hay thấp, là mập hay ốm, đẹp hay xấu, nam hay nữ, hay là người bậc trung. Người ấy có thể nói như sao? Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết người bắn tôi là da đen hay da sẫm, da vàng. Người ấy có thể nói như sao? Tôi sẽ không rút mũi tên ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi thuộc cái làng nào, thuộc thị trấn nào, thuộc thành phố nào. Người ấy có thể nói là Bin Laden hay là đội quân khủng bố IS. Người ấy có thể nói như sao? Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái cung mà tôi bị bắn, cái cung ấy nó thuộc loại cung thông thường hay là thuộc cung nỏ. Người ấy có thể nói như sao? Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được dây cung mà tôi bị bắn là cái dây cung nó làm bằng cái dây leo hay là cây lao hay là một thứ gân hay là một thứ dây gai hay là một thứ cây có nhựa. Người ấy có thể nói như sao? Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy thuộc một loại cây lao này hay cây lao khác. Người ấy có thể nói như sao? Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, mũi tên ấy có kết cái lông gì hay không, hoặc lông con kên kên, hoặc lông con cò, hoặc lông con ó, hoặc lông con công, hoặc lông một loại két, vân vân. Người ấy có thể nói như sao? Trời ơi, tôi mệt cái ông này. Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy được uống bởi loại gân nào, hoặc là gân bò cái, hoặc là gân trâu, hoặc là gân nai, hoặc là gân lừa. Người ấy có thể nói tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy thuộc loại tên nhọn hay thuộc loại tên móc, hay thuộc loại tên đầu xào, hay thuộc loại tên như răng bò, hay thuộc loại tên như kẽm gai. Này Malunkia Buddha, người ấy sẽ chết và vẫn không được biết cái gì hết. Sẽ chết và sẽ không được biết cái gì hết. Mà bây giờ điều đầu tiên là rút ra đi, chữa trị xong rồi đi tìm cái thằng đó. Trừ khi nào mình còn sống mình mới tìm thằng đó được. Đúng vậy không quý vị? Ừ đúng, cho anh Tràng vỗ tay đi tôi chỉ. Vậy thì trừ khi nào người nào có xuất gia rồi phải không? Xuất gia là rút cái mũi tên oan gia trái chủ ra. Thì mình rút cái mũi tên oan gia trái chủ ra, mình yên ổn, mình tu hành, mình hiểu biết một cách rõ ràng rồi, thì mình mới quay về mình tìm cái oan gia trái chủ đó để mà mình thanh toán, mình giải mã nó. Chứ còn bây giờ này chưa. Bây giờ này mà mình còn bị dính vết thương đó, mà mình coi coi thằng nào nó bắn mình, dầu rằng mình có gặp nó đó cũng bắn thêm thôi. Tại vì mình đang bị dính vết thương, cho nên là mình có gặp nó đi nữa mình có làm gì được nó không? Không. Rút mũi tên ra không đi, băng bó vết thương đàng hoàng đi, nó lành rồi, bắt đầu mình kiếm mũi tên nữa. Mình phải trang bị cho mình mũi tên nhiều hơn và dữ dằn hơn, mình mới đi tiến với thằng đó. Nó lùn hay nó cao, nó mập hay nó ốm, nó có tóc hay nó không có tóc. Nó là người thuộc dân tộc nào, da trắng hay da đen, trai hay gái, hay bóng lấy cái, là ta tìm cho ra cái thằng bắn ta. Còn bây giờ ta chưa có rút ra. Nghĩa là gì? Bây giờ có người hỏi là giờ con cò kẹt cái này, kẹt cái nọ, kẹt cái kia, con chưa có tu được, coi coi sư phụ coi con đủ duyên tu không, thèm quánh không? Tên của nó còn bắn dính cứ ngắt. Hỏi đủ thứ đó. Vậy có nên trả lời không? Ừ. Đức Thế Tôn còn không trả lời. Ông đó muốn khùng lên. Malunkia Buddha bị khùng.
Như vậy thì đi theo Đức Thế Tôn thì không chịu học cái mà Đức Thế Tôn dạy, đi hỏi Đức Thế Tôn những điều Đức Thế Tôn không dạy, rồi bắt đầu nói là nếu dạy thì con còn tu nữa, không dạy nghỉ. Giờ nói là nếu con theo sư phụ thì sư phụ phải thế này thế này thế này, chứ còn sư phụ không thế này thế này thế này là con không có theo con tu nữa. Như vậy là giờ cái vị đó là thầy của ông thầy mình hay là ông thầy mình là thầy của người đó? Nếu mà mình theo ông thầy mình học thì thầy mình dạy gì mình học đấy cái đó. Chừng nào mình bằng ổng, mình hơn ổng, lúc đó mình mới nói ổng cái chuyện đó. Còn đằng này giờ mình ngu gần chết mà thầy mà không vậy là con không tu. Vậy ai ngu? Phải trừ khi mình học hết cái của ổng. Cho nên hiểu biết cái thế gian này, mình muốn rời bỏ thế gian này thì mình phải học hết thế gian này, mình hiểu hết thế gian này rồi chết cũng được, không sao. Cho nên bây giờ ai mà muốn chết từ từ chết, cài ra đi, làm hết tất cả mọi thứ, học hết tất cả mọi thứ, để thế gian này ta ra, ta biết thế gian này nó như thế nào, rồi muốn chết không có muộn đâu. Trước sau cũng chết à, đừng lo. Có người hở đụng tới cái đó, giờ muốn chết quá, thèm chết, rồi tự giận, mua thuốc rồi dòm. Thiên hạ này sao mà nó khôn quá vậy? Cũng vậy, này Malunkya Buddha, ai nói như sau, ta sẽ sống phạm hạnh theo Thế Tôn khi nào Thế Tôn trả lời cho ta, thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường, vân vân như trên. Thời này Malunkya Buddha, người ấy sẽ chết và vẫn không được Như Lai trả lời câu nào. Này Malunkya Buddha, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm thế giới là thường còn. Này Malunkya Buddha, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm thế giới là vô thường. Nghĩa là cái đời sống phạm hạnh của một người tu thì cuộc đời này nó thường hay nó vô thường thì kệ nó. Không mắc mớ gì mà nó thường hay nó vô thường mà mình bị dính mắc. Nó thường hay nó vô thường không ảnh hưởng đến cái việc tu của mình. Mà nói cái thế giới này nghĩa là đang nói cái thân của mình luôn. Này Malunkya Buddha, dầu cho có quan điểm thế giới là thường còn hay dầu cho có quan điểm thế giới là vô thường, thời vẫn có sanh, có già, có bệnh, có chết, có sầu bi khổ u não mà ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. Này Malunkya Buddha, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm thế giới là hữu biên. Này Malunkya Buddha, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm thế giới là vô biên. Nó là hữu biên hay là vô biên thì người tu phạm hạnh an lạc, đem lại lợi lạc cho mình, cho người, không quan trọng gì đến hữu biên hay vô biên. Này Malunkya Buddha, dầu cho có quan điểm thế giới là hữu biên hay dầu cho có quan điểm thế giới là vô biên, thời vẫn có sự kiện sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, não mà ta giảng dạy cho các ông cần phải đoạn trừ ngay trong giây phút hiện tại. À, Đức Thế Tôn nói với ông có một cái điều là ta đã dạy cho ông biết cuộc đời này có sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, não mà ta dạy cho các ông phải đoạn trừ nó ngay trong giây phút hiện tại. Tu là vậy đó. Tu là ông phải biết được, ông phải theo quy luật sanh, già, bệnh, chết và ông trầm luân trong biển khổ, sầu, bi, khổ, não. Và ta dạy cho ông là phương pháp để diệt trừ nó, nghĩa là nhổ mũi tên ra để trị cái vết thương đó. Này Malunkya Buddha, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc quan điểm sinh mạng này và thân này là một. Này Malunkya Buddha, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc quan điểm sinh mạng này và thân này là khác. Có nghĩa là nó là một hay nó là khác. Thì cái người tu phạm hạnh không có quan điểm, không có liên hệ gì với nó. Dầu cho có quan điểm sinh mạng này là một,
sinh mạng này và thân này là một, hay là có quan điểm sinh mạng này và thân này là khác, thời nó vẫn có sự kiện sanh già bệnh chết sầu bi khổ u não mà Đức Thế Tôn giảng dạy cho các ông phải tìm một phương pháp để đoạn trừ ngay trong giây phút hiện tại. Vậy thì cái phương pháp đó Đức Phật nói căn tánh của ông như thế. Bây giờ quý vị có cái nghiệp, quý vị có cái bệnh, cái bệnh đó là do nghiệp quý vị tạo ra. Như vậy mỗi người có cái nghiệp, mỗi người có cái bệnh mà mình dùng cái thuốc để trị cái bệnh đó. Nhưng mà cái bệnh của mình có phải là do mình sống chung một môi trường, một đất nước như vậy mà ai cũng có bệnh giống nhau, hay là mỗi người bệnh khác nhau? Bệnh khác nhau, mà bệnh khác nhau là do nghiệp khác nhau. Vậy thì cái việc mà trị bệnh về thân á, là chỉ 50% thôi, còn dành một nửa thời gian để trị bệnh tâm. Đằng này thuốc thì ngài uống 3 cử, 4 cử. Còn tu á, thì hỏi mà cái thân bệnh á, thì nghỉ tu. Cái thân bệnh á, thì không ngồi thiền. Thân bệnh á, thì không tụng kinh. Thân bệnh á, thì không trì chú. Thân bệnh thì cũng không có làm gì hết. Nghĩa là mình chỉ trừ cái bệnh thân mà mình quên trừ cái bệnh nghiệp, để mình chuyển hóa cái nghiệp trước khi cái thân này nó hết. Vì nghiệp mình mà nó còn thì hết bệnh này nó lại bào mòn cái bệnh khác thôi. Cho nên đừng có mê tín mà trừ bệnh nghiệp không chịu trừ bệnh thân. Cũng đừng quá ngu muội để chiều chuộng cái thân, trị bệnh thân mà không trị bệnh nghiệp. Có người uống nước lã, niệm Phật hay trì chú hay ngồi thiền mà không hề uống một miếng thuốc nào. Cái này cũng là bởi cố chấp mà hơi bị ngu đây. Còn có người thì tối ngày hết chạy bệnh viện này tới chạy bệnh viện kia mà không hề có cái chuyện tu tập hay là gieo trồng phước báo gì cả. Đại chúng hiểu ý này không? Bệnh là do có hai thứ. Nghiệp của mọi người khác nhau, sanh ra bệnh khác nhau. Cho nên uống thuốc thì vẫn cứ uống. Thuốc Bắc, thuốc Nam, thuốc Đông, thuốc Tây, ai chỉ thuốc nào, quất thuốc nấy. Nhưng nhớ là phải trị cái bệnh nghiệp nữa. Bệnh nhiều chừng nào thì càng tinh tấn nhiều chừng nấy. Như vậy nó mới chuyển hóa cái bệnh của mình được. Còn pháp mà trị nghiệp là sư phụ dạy rồi. Ai căn tánh thấp, ráng cố gắng lại Phật, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, tham thiền, làm nhiều việc phước để chuyển hóa cái nghiệp của mình cho cái thân này nó hết những cái sầu bi khổ u não trong lộ trình sanh già bệnh chết. Còn ai tu tập tốt hơn, có khả năng tốt hơn thì dùng nhiều phương pháp cao hơn và phương pháp khác từ nơi tâm của mình. Này Malunka Buddha, đời sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc quan điểm Như Lai có tồn tại sau khi chết. Này Malunka Buddha, đời sống phạm hạnh không thể nói tùy thuộc quan điểm Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Các ông tu không có cắt mắc mớ gì mà hỏi Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết. Vì cái điều đó không có liên quan gì đến ông. Dầu rằng Như Lai có tồn tại hay Như Lai không tồn tại thì sự thật hiển nhiên nó vẫn xảy ra. Sanh già bệnh chết sầu bi khổ u não nó vẫn xảy ra nhan nhản, và Như Lai giảng dạy cho ông cách mà ông phải hiểu biết để đoạn trừ nó ngay trong giây phút hiện tại này. Này Malunka Buddha, đời sống phạm hạnh của các ông không thể nói là tùy thuộc vào quan điểm Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay là Như Lai có tồn tại hay không không tồn tại sau khi chết. Này cái ông đầu ngu kia, dầu cho có quan điểm Như Lai có tồn tại hay không tồn tại, có tồn tại hay không không tồn tại sau khi chết, thời sự thật vẫn có sanh, có già, có bệnh, có chết, có sầu bi khổ não mà Như Lai giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. Quý vị thấy Như Lai vẫn trả lời một cách rất là tự tại và rất là bình yên, mà phải nói rằng là chỉ nói một vấn đề thôi. Tất cả những quan điểm kia cũng chỉ là quan điểm mà thôi. Bây giờ có đạo này, đạo nọ, đạo kia, đạo nào không biết, cũng chỉ là quan điểm mà thôi. Đạo Phật cũng là một quan điểm mà thôi.
Vấn đề quan trọng là ta có hiểu quan điểm đó để ta áp dụng vào trong cuộc sống sanh già bệnh chết này hay không. Tất cả chúng sinh tu đạo nào cũng được, nhưng anh có áp dụng vào được để giải mã được sanh già bệnh chết, để anh đạt được vô sanh hay không? Anh có thể giải mã được cái việc sầu bi khổ u não để anh không còn sầu bi khổ u não nữa hay không? Vấn đề đó là vấn đề mà Như Lai đã giảng dạy, dạy cho chúng ta để đoạn trừ ngay cái đó, ngay trong giây phút hiện tại. Sanh vừa khởi ra, Như Lai dạy cho chúng ta sự đoạn trừ sanh ngay trong giây phút hiện tại. Già vừa khởi ra, Đức Như Lai dạy cho chúng ta phương pháp để đoạn trừ ngay cái già trong giây phút hiện tại. Cho nên sư phụ không cho quý vị hở mở miệng ra nói gì con lớn tuổi rồi, con bệnh, con cái này cái kia. Cái đó là già mà già mồm, già chuyện, sanh sự. Không được nói như vậy. Ta phải tùy thuận cái sức khỏe, tuổi tác, trí tuệ mà ta tu. Cái gì ta tu không được thì ta tự tàm quý, biết xấu biết khổ. Để chi? Còn nhỏ chưa chịu tu. Lúc lớn tuổi rồi bệnh tật tùm lum, khó tu, lúc này phiền não xảy ra. Không được phiền não. Không cho phép phiền não. Nghĩa là cái gì? Mình tu ít vậy là mình tu ít thì mình thành tu ít vậy thôi. Còn ai tu nhiều ta thành tu nhiều. Còn mình làm được việc gì cố gắng làm. Chứ còn không phiền não xảy ra. Đức Phật dạy cho mình một phương pháp là diệt trừ cái phiền não đó, sầu bi khổ ưu não. Tại cái lộ trình sanh già bệnh chết thì tất cả ai cũng có. Và sầu bi khổ ưu não mà Đức Thế Tôn dạy phải đoạn trừ ngay trong giây phút hiện tại. Chứ còn bây giờ không có nói bao nhiêu tuổi, cũng nói bệnh gì, cứ thoải mái. Những người lớn tuổi là thấy tinh tấn tu học nhiều hơn. Khả năng tu một năm bằng quý chú nhỏ tu 5 năm, có khi nó 5 năm cũng chưa bằng nữa. Những người lớn tuổi tu một tháng, quý chú tu một năm chưa bằng. Tại vì một tháng người ta tu, người ta có thể đạt được nhiều thứ. Còn quý chú này tu một năm chưa được cái gì hết. Giờ hỏi coi nó được gì? Tu bao nhiêu lâu rồi được gì? Tu 7-8 năm rồi. Giờ này đòi về nhà. Hỏi về nhà được gì? Về nhà chỉ được cái là làm du côn, đi móc bọc. Tại vì ở trong chùa không có học hỏi được cái gì hết, không có siêng năng, không có tinh tấn tụng kinh, bái sám, học kinh, không có gì làm gì hết. Cho nên là mà còn lười biếng học nữa thì về nhà chỉ có nước cái là đi lượm bọc thôi. Còn không ấy đi bước ra giang hồ chôm chĩa mang tiếng không. Nhưng mà bây giờ nghiệp chướng nó nặng nề cỡ đó mà mình có muốn dạy đi nữa cũng đâu có chịu học đâu. Khi sư phụ còn nhỏ ở nhà với cha mẹ thì mình giỏi không có nhiều. Nhưng mà khi vô chùa rồi, quý thầy làm cái gì là mình học cái nấy. Thì bắt đầu mọi thứ ở trong chùa cái gì mình cũng biết. Vậy thì ta mới trở thành một con. Nếu cái con người mà có thể mà để ý, để tứ, để học thì cái gì người ta cũng học. Còn có con người lười biếng rồi cái gì nữa cũng không muốn học hết đó. Cái đó là cái mà Đức Thế Tôn nói rằng dầu là ta có giảng dạy sự đoạn trừ sầu bi khổ ưu não ngay trong giây phút hiện tại, nhưng những người giải đãi, những người không chịu tu học thì họ cũng không bao giờ giải quyết được vấn đề gì. Nỗi khổ niềm đau của họ cứ mỗi ngày mỗi chồng chất, không bao giờ hết được. Do vậy, này Malunka Buddha, hãy thọ trì là không trả lời những gì ta không trả lời. Có nghĩa là ông hãy thọ trì là không trả lời những gì mà ta không trả lời. Ông hãy thọ trì có nghĩa là ông thực hành, ông giữ cái lời, cái điều mà ta không trả lời. Thì ông cứ biết rằng đó, Như Lai không trả lời thì ông cứ thọ trì là không trả lời chứ mắc mớ gì ông. Hãy thọ trì là có trả lời những gì Như Lai có trả lời.
Và này Malunkya Buddha, điều gì ta không trả lời? Thế giới là thường còn. Này Malunkya Buddha, là điều ta không trả lời. Thế giới là vô thường, là điều ta không trả lời. Thế giới là hữu biên, là điều ta không trả lời. Thế giới là vô biên, là điều ta không trả lời. Cái này đúng hay là sai quý vị? Cái bản kinh này nó như vậy, nhưng quý vị xét coi Đức Thế Tôn có trả lời hay không? Có không? Có. Kinh Bát Đại Nhân Giác quý vị tụng như thế nào? Đệ nhất giác tri thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, sanh diệt tâm thị ác nguyên hình vi tội tổ, như thị quán sát tiệm ly sanh tử. Làm sao mà Đức Thế Tôn không dạy thế giới là vô thường chứ? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, sao Đức Thế Tôn không dạy? Có điều cái là người ngu sao dạy được? Cho nên người ngu hỏi Đức Thế Tôn không trả lời. Chứ còn cái này Đức Thế Tôn dạy rồi mà. Còn nói thế giới là thường, Đức Thế Tôn có dạy không? Có luôn. Kinh Bát Nhã Đức Thế Tôn dạy: sắc tức thị không, không tức thị sắc. Mà tất cả các pháp đều không có sanh. Đức Phật dạy là tất cả chúng sinh đều có tự tánh Phật, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, tất cả các pháp đều không sanh, do duyên mà hiệp thành. Vậy thì Đức Thế Tôn nói do duyên mà hiệp thành, vậy thì lúc Đức Thế Tôn nói cái chữ duyên là Đức Thế Tôn nói là thế giới là chân thường. Thế Tôn nói thế giới là thường còn, cho nên Đức Thế Tôn nói là sự vật hiện tượng không có mất. Chúng hiện hữu, nhưng chúng không hề có một cái ngã, cho nên Đức Thế Tôn dạy vô ngã. Chúng không hề có một cái ngã, nhưng do duyên nó hợp lại cho nên có cái ngã. Giả sử như bây giờ do duyên nó hợp lại có cái bàn này, như vậy cái bàn này nó có cái tên gọi là bàn, nhưng mà thật sự nó có bàn không? No table, miễn bàn. Cái bàn này mà đem lửa đốt thì nó còn cái bàn nữa không? Không. Đây là cái tượng Phật. Như vậy thì đất đủ duyên nung nấu, nung thành cái tượng Phật, thì có tên gọi là cái tượng Phật, nhưng tượng Phật cũng chỉ là đất. Đem nghiền ra nát hết thì có còn là tượng Phật nữa không? Không. Như vậy không mất đi, vậy là thế giới thường còn. Chúng chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác thì chúng đâu có mất đi. Vậy thì chúng ta có mất đi không? Không. Chúng ta chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Vậy là cái người làm biến nó sẽ chuyển qua cái dạng khác, đèn thui. Rồi khổ, sầu bi khổ u não nặng hơn. Còn cái người làm siêng thì nó cũng chuyển hóa sang cái dạng khác, đẹp như tiên. Vì siêng cho nên đẹp như tiên. Còn biến cho nên nó đen như miên. Vậy thì đẹp như tiên hay đen như miên là do người làm siêng hay là biết? À, nói vậy chứ tại vì phước báo của mỗi người thôi. Có người là tại vì lúc đời này mà ai đen á, là do đời trước nó rất là trắng. Đời trước nó quá trắng đi, cho nên nó đi tắm, nó đi xăm, nó đi nhuộm cho đen. Cho nên đời sau nó đen. Mấy đứa đen nó đi lột da cho trắng, cho nên đời sau nó trắng. Tại vì nó ước mơ được trắng, nó mong được trắng, nó tắm trắng, nó giữ gìn cho nó trắng, cho nên đời sau nó trắng. Còn mấy đứa trắng bây giờ nó đi nằm nắng cho đen, đi nhuộm cho đen, và nó nói đen là đẹp, cho nên đời sau nó sanh ra đen thui. À, vậy là những người mà đen là giờ biết tại sao không? Đời trước mình trắng. Hiểu chưa? Còn cái giờ này mà cái người mà thiếu hiểu biết á, hay gọi là người ngu á, là bởi vì đời trước họ có trí dữ lắm. Họ có trí cho nên họ chê người ngu, cho nên đời này họ ngu. Hiểu không nè? Đời này không có trí là do đời trước có trí mà chảnh. Ai dạy, ai lại hỏi học cái gì, người đó cũng không dạy. Để cho những người kia không biết chơi vậy đó, mình biết mình giỏi. Từ cái chảnh đó mà đời này sanh ra dốt. Đó là sự tích của ông Bàn Đặc.
Ông bàn đặt là đời trước là một giảng sư lỗi lạc tuyệt vời, nhưng mà do ông bàn đặt làm hiểm thôi à, chỉ có một cái tâm là làm hiểm thôi đó, cho nên ông bàn đặt bị cái quả báo đời này sanh ra một câu cũng không thuộc nữa. Nhưng mà Đức Thế Tôn dạy cho ông 4 câu, ông đọc riết rồi ông chứng A-la-hán. Thế giới là hữu biên là điều Thế Tôn không trả lời. Thế giới là vô biên là điều ta không trả lời. Sinh mạng này và thân mạng là một là điều ta không trả lời. Tại sao nói sinh mạng và thân mạng là một? Sinh mạng là cái gì? Tại vì cái sinh mạng nghĩa là bây giờ quý vị thấy là tất cả những cái con vật nó mang thai hay con người mang thai, lúc đó đã có sinh mạng chưa? Có không? Trong nước nó có sinh mạng không? Nhưng mà nó có thân mạng không? Chúng chỉ mới có sinh mạng mà chưa có thân mạng. Vậy thì bây giờ một chúng sinh, một cái hương linh nó nhập người này, nó nhập người kia, nhập người nọ, là chúng có sinh mạng không? Nhưng mà chúng có thân mạng không? Không. Chúng có sinh mạng nghĩa là chúng lại mang một cái nghiệp để tạo thành mạng. Từ đó chúng mới sinh đi đâu được, nó nhập ai được là do nó có cái mạng nó mới nhập vô được. Chứ đâu phải ai nó cũng nhập được đâu. Nếu ai nó cũng nhập được hết, người nào ta cũng có thể hại được, thì mấy thằng Bin Laden, mấy thằng khủng bố là mấy ông mà chơi bùa là ông yếm mấy đã chết hết rồi. Phải không? Hoặc là những cái ông vua mà ác á, là người ta đã hại ông đó chết hết rồi. Hại được không? Không. Ta phước lớn cho nên mạng người ta lớn. Cho nên quý vị từng nghe là phước lớn mạng lớn. Cái đó mà cỡ như mà máy bay mà có trái mà rớt xuống nó cũng rớt sẹt người đó chứ nó không rớt trúng. Bởi vì ta phước lớn mạng lớn. Còn mình mà phước nhỏ mạng mỏng là mình eo uột. Hiểu ý này không đại chúng? Phước lớn thì mạng lớn, mà phước lớn mạng lớn thì cái người đó đó, người ta gọi là con nhà quan, miệng có gan có thép. Tại sao người ta sanh vào làm quan? Người ta sanh vào con của nhà quan bởi vì nó có phước, nó mới sanh vào nhà quan quyền, nó mới sanh vào cái nhà có giàu sang quý báu. Còn mình không có phước cho nên mình mới sanh vào gia đình thiếu phước báo. Mình mới sanh vào gia đình nghèo khổ. Mình phải biết cái thân phận của mình, ganh tị với người ta làm chi. Ta sanh ra trong gia đình giàu có là biết người ta có phước hơn mình. Còn mình sanh trong gia đình nghèo khó, đội cái nón lá cũng ghi cái tên vô đó để sợ đứa nào nó lấy. Làm vậy còn chưa chắc ăn nữa, lấy còn đi bôi tên nữa. Nói như vậy để mình suy nghĩ. Sinh mạng, có người là cho rằng là khi bào thai vào có mặt trong người mẹ thì lúc đó một sinh mạng có mặt là đúng. Bây giờ một cái hũ da ua nó có 10 triệu con vi trùng ở trong đó là đúng. Nhưng mà nó chỉ có sinh mạng mà nó chưa có thân mạng. Nếu có thân mạng nó lúc nhúc làm sao dám ăn. Nó có sinh mạng chứ nó cứ chưa thân mạng. Quý vị hiểu ý này không? Vậy ở trong cái trứng gà nó có sinh mạng không? Cho nên ta gọi là cái trứng có trống, nghĩa là nó có sinh mạng, nhưng mà nó có thân mạng chưa? Chưa.
nó đầy đủ lông cánh, nó ở trong cái trứng mà còn bị luộc trở thành hột vịt lộn nữa. Vậy là nó có sinh mạng mà nó chưa có thân mạng, bởi vì nó phải ra khỏi cái vỏ trứng đó nó mới được gọi là thân mạng. Bây giờ nó ở trong cái vỏ trứng đó, hình hài đầy đủ hết rồi mà vẫn chưa có thân mạng. Có sinh mạng nghĩa là trứng có trống. Hiểu ý này chưa đại chúng? Cho nên Đức Thế Tôn nói là ta không nói sinh mạng này và thân mạng này là một, sao ta nói được? Chúng là một quá trình chuyển hóa. Nó chưa chuyển hóa trở thành một thân thì sinh mạng đó cũng chỉ là sinh mạng mà chưa có thân. Cho nên có nhiều người nói là mình giết một cái sinh mạng ở trong bào thai cũng là giết một người, nó chưa phải à? À, cái này quý vị hiểu là sinh mạng khác, thân mạng khác à. Giết người phải đền mạng à. Cho nên là cái vụ này là phải suy nghĩ cho kỹ càng đàng hoàng, chứ để không cái bọn nào đó nó gạt. Nó gạt gẫm mình. Cái dòng trời thần đất sét nào nó vô người của cái người đàn bà đó, cái nó nói là tại vì bà sanh mấy đứa con, rồi mấy đứa con đó nó nhập mẹ nó. Vậy là không phải đâu à. Cái giống ôn hoàng hụt dịch nào đó nó nhập vô, nhưng mà nó biết hết à. Nó đọc được trong tư tưởng của người phụ nữ đó, người đó đã bỏ bao nhiêu đứa con, đã bỏ bao nhiêu lần cái sinh mạng ở trong bụng. Từ đó nó đọc được, nó đánh vào tâm lý người đó, nó đi vào. Những người mẹ phải học đàng hoàng, đừng có bao giờ mà nghe mà vội tin những cái điều đó, để rồi cái dông mà nó nhập vô đâu có ai biết đâu. Rồi nó khai khẩu, nó nói tầm bậy tầm bạ, bữa nay nó nói chuyện này, mai nó nói chuyện kia, mốt nói chuyện nọ. Dầu rằng nó ở trong thế giới hương linh thì chúng ta học rồi, một vị chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, chứng vào quả hiền trong bốn quả thánh, nhưng quả đó là quả hiền. Do bốn cái bước này lên bậc thánh cho nên gọi là tứ thánh quả, nhưng mà không phải. Quả thứ nhất là quả hiền Tu Đà Hoàng, quả này vẫn có ngũ thông, thì một hương linh vẫn có ngũ thông, nhưng mà cái ngũ thông của hương linh nó mờ mờ ảo ảo, còn cái ngũ thông của một vị Tu Đà Hoàng là nó rõ ràng. Nhưng mà rõ ràng ở mức độ của vị Tu Đà Hoàng, cũng giống như con mắt mình thấy sự vật hiện tượng rõ ràng, thì bậc Tu Đà Hoàng thấy là bằng thiên nhãn thông. Nhưng mà thiên nhãn thông có chứ chưa phải là huệ nhãn, chưa phải là pháp nhãn, chưa phải là Phật nhãn. Cho nên mức độ thấy của các vị mà Tư Đà Hoàng, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-la-hàm không bằng bậc A-la-hán được. Mà bậc A-la-hán cũng chưa bằng bậc Bồ-Tát, Bồ-Tát cũng chưa bằng Phật. Vì vậy cho nên cái mức độ nhìn thấy khác nhau. Vì vậy hương linh lúc mờ lúc ảo, lúc nói đúng lúc nói sai. Cho nên lúc nào mà cái thần của nó trụ mạnh nhất, cái phước của nó còn nhiều nhất, thì lúc đó nó nói chính xác. Còn lúc mà thần của nó không trụ lại, năng lượng của nó giảm đi, là nó nói sớn sát. Cho nên một số người lên đồng lên bóng, họ nói được giai đoạn đầu, giai đoạn sau họ nói không còn chính xác nữa, họ nói không còn đúng nữa. Nên mà quý vị hiểu như vậy để biết rằng không phải nghe người nào đó nói chuyện này, người này lên, người kia lên, người nọ lên, thế giới đó nó mơ hồ lắm. Đừng có vội tin. Mà sao người phụ nữ nhẹ dạ cả tin, bây giờ này vẫn có một số người đàn ông lại cũng nhẹ dạ cả tin. Nói mà mình nghe nó kỳ cục, nó ngượng dữ lắm kìa. Nhưng mà thôi kệ, cũng bóp bụng, chứ còn mình cũng đâu có rõ đâu. Mà giờ người ta quá tin rồi thì thôi mình cũng bóp bụng đứng thinh thôi. Chứ còn bàn là tôi không cho à. Bàn là cản liền à. Anh mê tín để anh một mình anh mê tín đi. Anh đừng có bày ra cái mục nhọt của anh nó lây với mọi người. Không cho phép. Như vậy thì Đức Thế Tôn không trả lời sinh mạng này và thân này là một. Điều đó ta không trả lời. Sinh mạng này và thân này là khác, là điều ta không trả lời. Vì nó đâu có khác. Siêu âm vô thấy ở trong bào thai nó bị tật nguyền,
đẻ ra nó tật nguyền mà. Như vậy ở trong bào thai cho đến lúc ra ngoài là khác hay giống? Giống chứ có khác đâu. Cho nên ta không nói một sinh mạng và một thân này là khác, ta không có nói. Nó không có khác, nhưng mà nó khác ở cái hình tướng. Lúc ở bên trong nó nhỏ, nó chưa đầy đủ, ra bên ngoài nó lớn, nó đầy đủ, vậy thôi. Nó hiện là một chúng sinh. Như Lai có tồn tại sau khi chết là điều ta không trả lời. Như Lai không có tồn tại sau khi chết là điều ta không trả lời. Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết cũng là điều ta không trả lời. Như Lai không có tồn tại và không không có tồn tại sau khi chết là điều ta không trả lời. Như vậy thì tất cả những gì mà ông Malunkya Buddha hỏi Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đều trả lời một cách đầy đủ, cho đến những câu mà tại sao Đức Thế Tôn không trả lời. Và này Malunkya Buddha, vì điều ấy Thế Tôn lại không trả lời? Này Malunkya Buddha, vì điều ấy không liên hệ đến cái mục đích giải thoát. Điều ấy không phải là căn bản phạm hạnh mà các ông tu hành để đưa đến an lạc. Điều ấy không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ niết bàn. Cho nên điều ấy Như Lai không có cớ gì phải trả lời cho ông để ông theo đạo Bà Tám cả. Có nhiều người bây giờ này học không bao nhiêu, không chịu lo học mà thích bàn lắm. Mà phải là bàn là sau khi tụng kinh xong rồi xuống ngồi bàn, cả đại chúng bàn, đằng này có hai ba đứa tụm lại thả con vịt vô nó bàn. Nó bàn thành cái chợ. Chứ không phải là bàn cái cách là để học hỏi với nhau, mà bàn với cái cách là để tự cho rằng mình hay, mình giỏi mới là ghê chứ. Và này Malunkya Buddha, điều gì ta trả lời? Đây là khổ, là điều ta trả lời. Đây là khổ tập, là điều ta trả lời. Đây là khổ diệt, niết bàn, là điều ta trả lời. Đây là con đường đưa đến khổ diệt, là điều ta đã trả lời. Và này Malunkya Buddha, vì sao điều ấy ta trả lời? Vì điều ấy có liên hệ đến mục đích. Điều ấy là căn bản phạm hạnh để cho các ông tu tập. Điều ấy đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn giải thoát. Vì vậy điều ấy Như Lai đã trả lời một cách thấu đáo triệt để. Do vậy này Malunkya Buddha, hãy thọ trì là không trả lời những điều ta không trả lời. Hãy thọ trì là trả lời những điều ta có trả lời. Nghĩa là ông hãy thọ trì là không trả lời những điều ta không trả lời. Ông cứ thọ trì như vậy đi. Ai có hỏi ông điều đó thì ông cứ thọ trì. Nghĩa là ông nói lại điều này Như Lai không trả lời. Còn điều nào mà Như Lai có trả lời thì ông cứ giữ gìn y vậy đi. Ông sẽ nói là điều này Như Lai có dạy như vậy, còn điều kia Như Lai không dạy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Malunkya Buddha hoan hỷ, tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy, không còn đòi về nhà nữa. Nam mô thường hết rồi Bồ Tát Ma Tát. Như vậy thì cái bài này nó có 38 like. Thì thực sự ra nó cũng không có cái gì mà để cho chúng ta phải cảm thấy khó hiểu. Chỉ khó hiểu một điều là cái người không chịu học những gì Đức Thế Tôn đã dạy, họ không chịu lo nghiên tầm kinh điển, không lo theo học các cái trường lớp có căn bản, mà họ thích học ba chớp ba giật. Để rồi điều cần biết á, thì họ không biết. Mà điều không cần biết á, thì họ tưởng họ biết rồi. Đây là một cái nỗi khổ.
Đây là một cái nguy cơ mà được gọi là mạt pháp. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp và lên hơn nữa, để các cái cấp này, để cho cái người học Phật á, tự thấy mình là trẻ con, mình đi học, chứ không phải lấy cái bản ngã mình đi học. Mà tự thấy mình là trẻ con, mình đi học, mình mới vào đạo thì cái gì nhỏ nhất là mình bỏ đi cái bản ngã mình. Đằng này đi học mà cái bản ngã to đùng vậy đó, làm sao học được? Cho rằng thầy cô giáo dạy mình không có khả năng dạy mình, hay là thầy cô giáo dạy dở quá, vậy có nghĩa là nếu mà đưa mình lên chắc mình dạy giỏi hả? Đó là trạng thái bản ngã đã làm cho người đó không học được giáo pháp của Như Lai. Câu hỏi được đặt ra, tại sao sư phụ mình vẫn học được sơ cấp, vẫn đeo đuổi 4 năm trung cấp, vẫn đeo đuổi 4 năm đại học, và cứ như thế học cao lên nữa vẫn đeo đuổi? Thầy dạy cái gì mình lo mình học, mình sợ rằng mình không lĩnh hội hết được cái ý của thầy thôi. Còn cái kinh làm sao mình hiểu hết được? Nhưng mình đi học là mình lãnh hội cái ý của thầy dạy cho mình. Ở đây Malunka Buddha không hiểu được cái ý mà Đức Thế Tôn dạy. Ông bắt buộc Đức Thế Tôn phải trả lời những gì ông muốn. Cái này con người đại ngu. Cho nên có nhiều người nói rằng là tại sao quý thầy lớn mà vẫn không xuất gia được cho đệ tử, thì có nhiều tôn túc quý ngài cho rằng muốn độ được đệ tử xuất gia cần phải có duyên. Một số ngài thì cho rằng không phải. Cũng giống như mình ăn, là mình muốn ăn hay không, chứ không phải là có duyên mới ăn, không có. Còn người đi tu cũng vậy, là mình muốn tu hay không, chứ không phải đợi có duyên. Vì không bao giờ có duyên, y như là cưới vợ hay gả chồng vậy đó. Đợi nó có duyên, liệu nó hạnh phúc không? Thương nhau dữ lắm, thời non hẹn biển, nếu không được gần nhau thì chết. Tới chừng nó cự với nhau, nó quấn với nhau rồi, nó nói bây giờ mà không ly dị là chết. Nó có hai cái chết: một, không cưới được là chết; hai, không ly dị là chết. Là cái này là chỉ có đâm cho nó chết luôn cho rồi, chứ nó nhiều chuyện quá mà. Lúc cưới không được thì nó cũng đòi cưới, cưới không được chắc nó chết. Tới chừng nó ly dị, mà giờ này ba mẹ không cho ly dị thì nó chết. Cứ như thế, chỉ lấy cái chết ra thì trước sau nó cũng chết thôi. Nhưng mà hãy cái gì cũng lấy cái chết ra để đòi. Những người vậy không có thành tựu, khó thành tựu. Cho nên không phải là chưa tôn túc không xuất gia cho đệ tử, nhưng không thể đáp ứng được nhu cầu của nó. Nó cứ muốn làm thầy mình không hà, chứ phải nó làm học trò. Phải nó làm học trò thì nó là thầy nói cái gì nữa, là theo cái quy luật là ông thầy ông chỉ nhờ chọn một đứa đệ tử mà có bốn người đi sinh, cho nên ông đưa cây chuối ra trồng. Câu chuyện này kể chưa, nhớ không? Ừ nhớ, làm ơn nhớ giùm. Cô chưa nghe hả? Ừ cảm ơn. Hèn chi mấy bữa nay trồng chuối kiểu kỳ không. Thì nhân cái ông mà Malunka Sutta này, thì thầy kể lại câu chuyện đó lần nữa cho đại chúng. Ai chưa nghe thì giờ nghe, ai nghe rồi thì nghe lại. Nhớ là để kể lại cho bà Tám bà nghe với. Có một vị đạo sư rất là lỗi lạc. Vị đạo sư này chỉ sống một mình, vì vị này nghĩ rằng tôi chưa làm chủ được tôi, mà tôi hướng dẫn người khác thì làm sao tôi có thể giúp được người ấy làm chủ được họ. Thì dầu rằng năm dài tháng rộng,
ông có hướng dẫn cho Phật tử, ông có dạy kinh thuyết pháp cho Phật tử nghe, nhưng ông không hề dám nhận một người nào hết. Vì ông e rằng ông sẽ không giúp được cho người đó thấy được tự tánh của mình, cho nên ông không nhận ai hết. Thì quý Phật tử mới thỉnh Ngài, thì thôi Ngài thử nhận một người coi xem sao. Rồi cứ người này nói người kia nói người nọ nói, quý Phật tử đề xuất nhiều quá rồi, thì ông nói thôi thì giờ tuổi cao sức yếu rồi, rồi ông có tịch rồi thì cái chùa này ai giữ, tu viện linh thú này mà thầy chết rồi thì ai giữ, nên là đành phải chấp nhận nhận một người. Thì khi nhận một người đó thì bắt đầu Phật tử mới giới thiệu lên, thì những người nào mà phát tâm xuất gia thì Phật tử giới thiệu lên, nhưng mà vị này thì chỉ duy nhất chỉ có nhận một người thôi. Nhưng mà cái ngày mà ông nhận đệ tử đó thì có bốn vị lên, bốn người lên xin xuất gia. Ông nói tôi nhận có người mà giờ có bốn người, cho nên là phải mở cuộc thi. Cuộc thi của ông ta rất đơn giản, thì ông ta đâu có biết gì đâu. Hô thi thì ông ta đi ra vườn, không thấy chuyện gì hết, ông ta nhổ cây chuối lên, chặt bốn cây chuối con khoảng sáu tấc, nói đại vậy đi chứ còn mấy tấc cậy nữa, khoảng sáu tấc. Thì ông mới chặt cái lá đi, ông chặt cái ngọn, rồi ông cũng chặt hết cái gốc, chẳng qua là thi thôi mà. Thi xong rồi đem vô sắt ghém, đãi người này ăn bữa sắt ghém mà chấm với nước muối chứ không có gì hết trơn. Rồi ông chặt bốn cây chuối con vô thì cuộc thi bắt đầu, là bốn đứa con đi ra trồng chuối. Vậy thôi, mấy đứa này nó ngơ ngác thi kiểu kỳ vậy. Rồi đi ra trồng chuối vậy sống. Ba đứa nó xách nó đi rồi, còn đứa thứ tư nó lại nó hỏi trồng sao thầy. Ông thầy nó bụng ngu chứ mày, trồng đầu xuống. Cái ra hai thằng trồng cái gốc xuống, hai thằng trồng cái ngọn xuống. Hai thằng trồng gốc, hai thằng trồng ngọn. Rồi sau khi trồng xong rồi vô ngồi bốn đứa. Thì cái việc trồng đó là sự thôi. Bây giờ cái lý nè, lý do tại sao trồng vậy. Hỏi anh thứ nhất, anh A anh nói tại sao con trồng cái gốc xuống. Nói thưa thầy, cây có cội nước có nguồn, cây là phải trồng gốc xuống chứ sao. Hỏi kỳ. Rồi hỏi anh B, anh thứ hai, tại sao con trồng cái gốc xuống. Nó nói thưa thầy, anh A nói cây có cội nước có nguồn thì đúng rồi, thì con thì thêm một câu nữa, con người có tổ có tông, ông cha ông sanh cha sanh mình sanh con cái, thì theo quy luật của nó là phải trồng cái gốc xuống. Ông nói đúng rồi đó con. Hai đứa bay ngồi xuống, hai bay thuộc ca dao. Tục ngữ ca dao bay thuộc hết, cho nên bay lẻo mép quá. Bắt đầu hỏi thằng thứ ba, thằng C nó trồng cái đầu xuống. Hỏi C, tại sao trồng cái chuối trồng cái đầu xuống C? C nói, thưa thầy, cái đạo Phật á là chèo thuyền nước ngược, mình trở về cái bổn lai của mình, cho nên á là trồng cái ngọn xuống là mình trở về với cái gốc của mình. Cái gốc của mình là Phật tánh, cho nên mình tu á là từ cái ngọn về cái gốc, cho nên con trồng cái ngọn xuống. Ông nói này hiểu à, này hiểu đạo, này ngon à. Tới hỏi thằng thứ tư, cái thằng thứ tư là cái thằng hồi nãy nó quay lại nó hỏi thầy trồng sao á. Thằng nói nhiều chuyện, thằng D á. A, B, C, tới thằng D. Thằng D nó nói, hỏi tại sao mà trồng cái ngọn xuống đây. Sao hỏi tại sao, sư phụ kêu. Sư phụ kêu trồng cái gốc hay trồng ngọn. Nãy con hỏi sư phụ nói trồng ngọn. Con đang trồng ngọn, giờ hỏi con tại sao. Kìa, thầy kêu giờ thầy hỏi tại sao. Ông nói mày ngu dữ rồi đê.
ABCD, không lẽ nói mày BD, D, D, ngu dữ D. Vậy thì theo quý vị là chọn A, B, C hay D? A, B, C hay D? Thắng. Chọn đứa nào thắng? Chọn D. Vậy sao tôi nói vậy ông cũng nghe không? Ờ ông chọn D. Ông chọn D mà tôi nói được ông lặng ngã. Ờ ngồi xuống. Vậy là ông này ông có biết cái sự kiện đó rồi. Vậy là A, B, C đều rớt, chỉ còn D đậu thôi. Tại vì sao vậy? Vì ông thầy ông, nếu mình chấp nhận ông là thầy thì ông dạy gì mình kia nói nó ông là thầy mình mà, ông lẽ nghe nhỏ hàng xóm. Trời ơi, mình theo thầy mình mà nhỏ kia nói mình nghe thôi chứ mình quy y với nhỏ kia, mình xuất gia theo nhỏ kia cho rồi đi. Trời ơi, Phật ơi chứ quên, chứ không đưa qua Chúa mất. Phật ơi. Như vậy thì mình hiểu được cái vấn đề đó, để mình hiểu rằng cái bộ kinh này Đức Phật dạy có khác không. Những gì ta dạy cho ông ta không trả lời thì ông cứ hành trì theo không trả lời. Có khi hỏi sư phụ tại sao vấn đề này nó vậy, tôi không trả lời thì cứ hành trì theo không trả lời. Tức trong người, tại sao sư phụ không trả lời? Khùng vừa đó. Ta có những cái ta trả lời, có những cái ta không trả lời, thì không trả lời thì cứ hành trì theo không trả lời. Những cái trả lời thì hành trì theo cái trả lời, chứ mắc cái gì mà hỏi tại sao cái này sư phụ không trả lời. Sao trả lời gì? Tại vì nó bình thường vậy đó, đâu phải nó mới khùng đấy đâu. Hỏi tại sao Quảng An thế này, tại sao Quảng An thế kia, sao ta trả lời được? Trời ơi, tại vì đứt dây mới vô đây chứ còn dây ở ngoài rồi. Thì cho nên ta đành phải chịu thôi chứ. Đã ta đang bấm bụng thì chịu mà hỏi ta cọc làm sao. Cho nên là phải cố gắng suy nghĩ. Mọi người phải biết thương yêu nhau. Để có những cái không cần trả lời mà chúng ta hành trì theo cái chỗ không trả lời. Còn cái gì mà trả lời thì hành trì theo cái trả lời. Vậy thì sư phụ dạy biết nhiều nói biểu cái thằng đây kia nghe biểu nó làm vậy á, tới chừng sư phụ đi nó làm khác. Nãy không biết A, B, C hay gì tôi chỉ sao làm vậy đi. Trời ơi, tôi chỉ một đường nó làm một ngã, chỉ xong lát ra nó làm trật lật. Nhớ nghe, A, B, C là rớt rồi đó, đi về hết rồi đó. Vậy á, cho nên có những người tu thời gian ngắn đi về, chuyện đó đâu có gì đâu khó, thì thôi họ về sớm khỏi về muộn, chứ không trước sau cũng về à. Tại vì thầy không làm theo ý nó là nó bỏ đi chứ sao. Tại vì nó muốn làm sư phụ của ông thầy, chứ không phải muốn làm đệ tử ông thầy. Nếu muốn làm đệ tử ông thầy thì ông thầy chỉ gì nó nghe này. Tại vì sao? Mình chưa giỏi hơn thầy mình, cho nên thầy mình dạy sao mình nghe vậy. Còn mình giỏi hơn thầy mình là sẵn sàng mình rời khỏi thầy mình. Vì sao vậy? Ông đó không đủ khả năng dạy mình. Đằng này tôi vẫn muốn ở lại đây nhưng mà tôi dạy ông. Dạy lại sư phụ. Thầy phải thế này, thầy phải thế này, thầy phải thế này. Chứ không phải là đệ tử phải thế này, đệ tử phải thế này, đệ tử phải thế này. Nghĩa là ông thầy, ông phải dạy đệ tử. Còn một khi mà mình muốn kêu thầy phải làm theo ý mình, vậy là mình là ông thầy hay là ông thầy là thầy? Ai là người chỉ đạo đó, mình phải hiểu như vậy chứ. Cho nên có nhiều người học sinh giỏi lắm, đúng, con hơn cha là nhà mất nóc, trò mà hơn thầy là tốt lắm, chứ con không có phải nói là trò phải thua thầy. Nhưng lúc ta ở với thầy là ta hoàn toàn nghe theo thầy. Sư phụ cũng như thế. Khi sư phụ còn ở với sư ông của tụi con, hoàn toàn nghe theo lời của sư ông. Sư ông nói gì đặt đâu ngồi đó, biểu gì làm nấy. Xin thầy không cho,
không có được làm. Xin thầy không cho, không có được làm. À, sư phụ muốn nói điều đó để cho quý vị biết là cái bản tiểu kinh Malunkya Sutta, Malunkya thôi, đúng là chữ Sutta là chữ kinh, cho nên ở đây là cái ông này tên là Malunkya. Nhưng mà trong cái bản kinh đó, nó không có bỏ cái chữ Sutta ra ngoài. Cái chữ Sutta dịch ra chữ kinh mất rồi. Cho nên là tiểu là Kula, kinh là Sutta, còn cái tôn giả này là Malunkya. Rồi, như vậy ta rút ra cái kết luận với ba ý thôi. Rút ra nhiều quá quý vị không nhớ. Ý thứ nhất là thời Đức Phật, thời 33 vị tổ hay cho đến bây giờ và mãi mãi về sau, những người học trò mà là người thật sự là học trò hiểu biết, khôn ngoan thì cố gắng nghe theo lời thầy khi nào còn ở dưới trướng của thầy, dưới sự đùm bọc, bảo quản, lo lắng, hướng dẫn của thầy. Thầy nói đen, nghe đen, nói trắng, nghe trắng, biểu gì làm nấy. Còn nếu một khi mình rời khỏi thầy thì lúc đó mình mới làm theo ý mình. Còn khi mình ở gần thầy là thầy biểu gì làm nấy. Chỉ được góp ý kiến mà không được quyền làm theo ý mình. Chỉ được quyền góp ý kiến cho việc đó nó tốt hơn. Nhớ nghe, được quyền góp ý kiến cho việc đó tốt hơn mà khi kết thầy kết luận rồi là phải làm theo ý thầy, không được làm theo ý mình. Nhớ rõ điều đó không? Thì trong bản kinh này cũng nói rõ điều đó. Những gì Đức Thế Tôn dạy cho ông, Đức Thế Tôn không dạy thì ông cứ hành trì không dạy, Đức Thế Tôn có dạy thì ông hành trì có dạy. Được chưa nè? Có đúng vậy không? Đúng. Kết luận thứ hai là không phải chỉ một mình ông Malunkya mà có rất nhiều ông Malunkya. Nghĩa là ông này không chấp nhận những lời dạy của Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn không trả lời, ông này không chịu thì vẫn đến hỏi Đức Thế Tôn. Sau khi được Đức Thế Tôn giảng dạy rõ rồi thì ông này hoan hỷ thọ trì những gì Đức Thế Tôn dạy. Còn có một số người nghe dạy rồi vẫn không hoan hỷ. Cho nên tại sao có người chứng đắc mà có người không chứng đắc? Quý vị nhớ cái chỗ này. Chứng đắc là bởi vì nghe theo và hành trì theo. Còn không chứng đắc là bởi vì nghe mà bỏ qua không hành trì. Nghĩa là cái bản ngã nó đã che mất cái minh đi. Mà hôm qua sư phụ nói chúng ta có Phật tánh, nghĩa là chúng ta có mặt trăng, mặt trời, chân lý ở trong mỗi con người chúng ta. Nhưng vì sao mà chúng ta bị ngăn che? Bởi vì vô minh, bởi vì cái bản ngã. Vì vậy chúng ta không phát minh ra được, chúng ta không thông minh được. Cho nên chúng ta không phải tự mình làm chủ lấy chính mình. Vì vậy cho nên những gì Đức Phật dạy ta chưa hiểu mà ta vẫn không nương vào các bậc thầy để ta học. Phật dạy thì bây giờ ta không hiểu rồi thì ta phải có tăng để ta học. Tất cả chư tăng là chỗ để mình học mà không được học một thầy. Đức Thế Tôn có dạy là các ông hãy tự thắp đuốc lên mà đi, các ông không có nương tựa bất cứ một người nào mà ông phải nương tựa vào pháp. Nhưng mà bây giờ pháp mình không hiểu cho nên mình phải nương tựa tăng để mình hiểu pháp. Nhưng mình vẫn không nương tựa bất cứ một ông tăng nào, vì ông nào cũng không được gọi là đúng. Mà phải nương vào tất cả chư tăng mà nghe cho nhiều, học cho rộng để hiểu cho biết một cách tổng thể. Lúc đó mình mới hiểu cái nào là đúng thật. Mà nó đúng sao? Nó đúng theo ý mình nữa. Cái căn tánh của mình tới đó cho nên cái đó mình chấp nhận, còn cái kia mình không chấp nhận. Chứ không phải là cái kia sai mà là cái kia mình không chấp nhận. Thế thôi. Cho nên đừng có phỉ báng ai hết. Cũng như là sư phụ có đã từng nói, nếu ai cho rằng sư phụ nói sai hay là nói tịnh độ là sai thì rõ ràng sư phụ xin sám hối và không nói điều đó. Nghĩa là sư phụ chưa từng nói điều đó và không bao giờ phỉ báng tịnh độ.
Nếu ai nói sư phụ phỉ báng tịnh độ, sư phụ xin sám hối bản thân mình vì cái nghiệp mình nói người ta hiểu lầm, cho nên người ta cho rằng mình phỉ báng tịnh độ. Nhưng thật sự ra sự sám hối đó là trong tâm mình không hề có cái sự phỉ báng, mà chỉ nói một số người tu sai, tu theo tịnh độ một cách sai lầm, cho nên cái này phải bỏ. Phải suy nghĩ lại, phải nhìn nhận lại cái vấn đề tu tịnh độ. Niệm Phật là không sai, mà niệm Phật mê tín là sai. Khi nào người thân hoại mạng chung dùng phương tiện cầu nguyện cho người đó sanh tịnh độ là đúng, còn người đang sống mà cầu về tịnh độ là sai, là vọng tưởng điên đảo. Cái đó là mình nói chứ mình đâu có phủ nhận tịnh độ, không phủ nhận. Còn ai nói mình phỉ báng tịnh độ xin sám hối. Ai chỉ mặt thẳng tên con, nói rằng con phỉ báng tịnh độ, vị đó cao tăng thạc đức hơn con đảnh lễ, con sám hối với vị đó, và con cũng khẳng định rằng con không phỉ báng tịnh độ. Ngài nói thì con sám hối với Ngài, nhưng con vẫn khẳng định con không phỉ báng tịnh độ, con vẫn là người niệm Phật, và niệm Phật nhiều hơn nữa cơ, thường xuyên niệm Phật và niệm Phật rất nhiều. Nói con phỉ báng tịnh độ không đúng. Như vậy chúng ta hiểu được ý của kinh, chúng ta hiểu được ý của Phật, chứ không được quyền hiểu cái kiểu văn tự, không đúng. Đó là kết luận thứ hai trong bản kinh này, để khuyên cho những người đừng có ngu giống như Malunkia, không hiểu được lời Phật dạy. Kết luận thứ ba, tất cả kinh điển mà Đức Phật dạy, có những cái Đức Phật vẫn không nói, gọi là vô vấn tự thuyết. Tại sao Đức không có ai hỏi mà Đức Thế Tôn vẫn nói? Vậy thì không ai hỏi mà Đức Thế Tôn nói, nghĩa là nói mà không có nói. Tại đâu có ai hỏi đâu, cho nên đâu có ai hiểu đâu, cho nên nói mà không nói. Vậy thì hỏi vô tự kinh là gì? Vô tự kinh là kinh mà phải hiểu ý, chứ còn không ai hiểu cái điều đó để hỏi. Đức Thế Tôn vẫn tự nói, nhưng mà Đức Thế Tôn tự nói thì chúng ta vẫn hiểu rằng điều đó cũng giống như không nói, vì có nói cũng đâu ai hiểu đâu. Nói cũng không ai hiểu hết, cho nên đâu ai hiểu, cho nên đâu ai hỏi. Mà không ai hỏi thì có nói cũng như không. Yeah, quý vị hiểu ý này chưa? Giả sử như bây giờ ở trong đây không ai có đội mão hết à, không ai kết hoa trên đầu để mà đội ha, mà bây giờ sư phụ lại chế ra một cái giới là không được kết hoa đội trên đầu, không được kết hoa đeo cái bụng, không được đội mão. Bây giờ nó không có, mà sư phụ tự nhiên sư phụ đem cái giới đó ra, sư phụ đặt và sư phụ cấm đại chúng. Vậy là nói cũng như không. Cái chuyện đó đâu, ở đây đâu có ai làm đâu mà tự nhiên cấm chi. Hiểu không quý vị? Phải, nhưng mà có người kết cái vòng hoa đeo trên đầu, rồi người này kết đeo trên đầu, người kia kết đeo trên đầu, người nọ kết đeo trên đầu, thì sư phụ đưa cái giới đó ra là đúng. Đằng này đâu có ai kết đeo trên đầu đâu, tự nhiên lấy cái giới đó ra mà phán ra làm chi. Cho nên nói cũng như không nói. Hiểu ý này chưa? Cho nên có những con người không hề biết cái thế giới bên kia. Vậy thì Đức Thế Tôn có nói thế giới bên kia đi nữa thì lời đó cũng như là không có nói. Tại sao Đức Phật phải nói trong khi không ai biết hết, mà Đức Phật nói để làm vậy? Cho nên đó là kinh không chữ, vì có chữ cũng không ai biết đọc. Đó là cái kết luận của sư phụ. Có những điều Đức Thế Tôn có dạy bằng lời, có những điều Đức Thế Tôn không trả lời, nhưng phải tự hiểu. Với cái thí dụ là mũi tên bắn vào người chúng ta, mũi tên vô minh bắn vào người chúng ta, điều quan trọng là nhổ mũi tên vô minh đó, chứ không phải điều quan trọng là chúng ta làm theo ý mình.
hay là cái gì ta thích ta phải học, còn thầy dạy no. Vậy là mình học cái thích của mình. Trả lời câu hỏi ngày hôm qua, câu hỏi quá hay. Theo sử liệu Phật giáo, La Hầu La là con trai của Thái tử Tất Đạt Đa, tức là Đức Phật. Vậy sau khi La Hầu La xuất gia, tại sao Phật không trực tiếp dạy mà phải giao cho Xá Lợi Phất dạy bảo? Sự việc này xảy ra với dụng ý gì của Thế Tôn? Xét thực tế xã hội, chúng con có được bài học gì để ứng dụng? Có. Cái máu mủ tình thâm, cái quan gia trái chủ khó dạy lắm. Cha không thể dạy con. Đó là máu mủ tình thâm, đó là quan gia trái chủ, phải nhờ người khác dạy nó mới nên, mình dạy nó hư. Mình dạy mình không nỡ. Mình nó quỳ cái là mình đau thoát tim, làm sao mình phạt nó quỳ được. À, còn quý chú này mà cỡ như mà đem ra mà quỳ thì cho nó quỳ 8 cây nhang trường mới xứng. Vậy là mình có ác với nó không? Tại sao mình phải ác với nó? Thầy cô giáo nhận tiền để dạy con của ông, cho nên thầy cô giáo nhận tiền là phải dạy. Đằng này bây giờ có người nhận tiền vẫn không dạy. Nó học sao nó học, cậy nó. Lên nó rớt cậy nó. Nó học dở mà tôi vẫn cho điểm cao để cho nó đậu. Cái đó mới ác đó. Nó học dở mà tôi vẫn cho điểm cao để cho nó đậu thì cái này ác nè. Nó lên tới lớp 5, lớp 6 nó vẫn chưa biết đánh dần nè. À, cái này là nhận tiền mà không dạy nè. Cũng như bây giờ quý vị vô chùa, quý vị tu là sư phụ chịu trách nhiệm để dạy cho quý vị. Mà quý vị xấu, ác, hư mà sư phụ không dạy nè, cái này là sư phụ mới không đáng nè. Còn quý vị xấu, ác, hư nè, sư phụ rầy, sư phụ dạy mỗi ngày nè, là sư phụ làm bổn phận của mình đúng hay sai? Còn đè ra quánh nữa. Chứ không phải là chỉ có rầy dạy la không. Vậy mà có người la không, còn nói sư phụ giỏi ăn hiếp con thôi. Hiểu ý này chưa? Áp dụng vào cuộc sống được chưa? Câu hỏi thứ hai. Theo kinh điển lưu truyền, La Hầu La là một trong 10 vị đại đệ tử có mật hạnh đệ nhất. Vậy mật hạnh là gì? Xin cho ví dụ. Mật hạnh là gì? Quý vị đã từng đi quân đội chưa? Ai vô quân đội rồi giơ tay lên coi. Đi vô quân đội mà hễ mà con số đó là mật, gọi là mật mã đó, cái người này đi qua chỗ nào ghi cái điều gì đó gọi là đội mấy, sư đoàn mấy, người ta có cái dấu hiệu gì, sư đoàn mấy người ta có dấu hiệu gì, người ta có cái mật mã của họ, người này nói với người kia cũng phải nói bằng mật mã, có địch là phải đưa mật mã gì. À, còn nó thúi quá thì đưa mật mã gì. À, vậy thì cái mật mã cái mật mã mà có địch thì đưa lên đây, mà nó đi trước mình đi sau, mà nó địch thì đưa xuống. Chỉ xuống dưới là nó địch thúi quá, tôi phải lui lại. Chứ không phải là có địch tôi lui, mà là tôi bám theo nó địch thúi, tôi phải lui, cho nên tôi chỉ mật mã vậy. Vậy mật là gì? Mật là chỉ có người này với người kia mới hiểu. Ngài La Hầu La tu mật hạnh đệ nhất, nghĩa là những người đến với Ngài La Hầu La, Ngài không có dạy rộng mà Ngài chỉ dạy đơn giản, nhưng mà người này với người kia nhận nhau rất là dễ. Mà đối với Ngài La Hầu La, vô nhìn Ngài là tự nhiên người khác người ta hiểu. Nghĩa là Ngài có một cái mật hạnh là gì? Giả sử như Ngài tu cái gì mình không biết, nhưng mà tối ngày Ngài đi hút rác không hà. Đó, La Hầu La kìa.
không có nói tới ai chuyện gì hết. Mật hạnh nghĩa là một cái hạnh, một cái hành vi, một cái sự tu tập mà không hề phiền tới bất cứ một ai. Suốt ngày cứ làm với công việc của mình mà không hề phiền đến một ai. Ai có nói chuyện gì người đó cũng cười. Cái đó là mật hạnh tu của người ta. Mình không biết người ta tu cái gì, nhưng người ta đã chứng đắc, người ta đã đạt được sự an lạc và diệt trừ được hết phiền não của họ. Còn có người nói hay dữ lắm. À, lấy ví dụ giống như là ngài Thần Tú với lại Tổ Huệ Năng. Tổ Huệ Năng tu mật hạnh, cho nên người ta cũng không biết ngài tu cái gì. Ngài suốt ngày chỉ có chẻ củi, giã gạo, nấu cơm, chẻ củi, gánh nước, giã gạo, nấu cơm, nhiêu đó thôi. Chẻ củi, gánh nước, giã gạo, nấu cơm, nhiêu đó thôi. Tại vì trong chùa tới 1000 người ăn lận. Ngài giã gạo, gánh nước, chẻ củi, nấu cơm cho đến lúc mà cái thân thể của ngài nó ốm quá rồi, ngài phải cột thêm một cục đá nữa để giã gạo. Chứ còn giã không nổi. Đè cái chài nó không có xuống. Đè cái chài nó xuống thì đằng kia mới giã. Mà ở đằng đây đè cái chài không xuống. Cho nên là dầu rằng nó giống như một cái đòn bẩy vậy đó. Ở cái chỗ giã đó là nó rất là nặng, nhưng mà nó gần, mình phải đứng ở xa, mình kéo xuống, nhưng mà kéo vẫn không xuống, ốm quá. Như vậy mà tổ ngũ tổ đi ngang qua hỏi gạo trắng chưa, ngài mới có bỏ thóc vô ngài, ngài giả thôi. Mà ngũ tổ hỏi gạo trắng chưa thì ngài hiểu ý của tổ liền, ngài nói bạch thầy gạo trắng lâu rồi. Lúc đó ông nói ngọng, ông nói lâu rồi. À, tổ hỏi có một câu vậy đó là tổ đi lên thôi à. Ông tiếp tục giả nữa, mà phải cột cái cục đá vô để mà đu xuống, là nó không có nhổng mình lên. Ta tu mật hạnh vậy đó, không ai nói tới ai tiếng nào, cũng không có phiền hà ai. Giả cho đến còn bộ da bọc xương như vậy mà cũng không hề nói mì đã hết hạn chưa. Hiểu mật hạnh chưa? Đại chúng hiểu mật hạnh chưa nè? Mật hạnh là người ta tu cái hạnh gì không cần biết, họ cũng không cần nói với ai, nhưng mà họ tu rất là tuyệt vời, họ tu rất là miên mật, họ ôm được pháp môn tu rồi, họ tu cho đến chứng đạo, không hề nói tới ai tiếng nào. Cho nên là không biết Nhung có tu mật hạnh không, mà cứ ôm cái cuốc ra suốt ngày làm rồi đó, không nói ai tiếng nào. Còn cô Bãi giờ này vẫn để tóc tu theo hạnh của Tổ Huệ Năng, cũng không có nói tới ai tiếng nào, chưa nghe mắng vốn gì cô. Nói như vậy, ý sư phụ muốn nói là cái người biết tu với người không biết tu ở chỗ nào. Mình tu sao đừng để ai phiền mình hết, vậy là tu mật hạnh rồi đó. Còn mình niệm Phật, mình tỳ chú, mình tụng kinh, mình làm gì đó làm kệ mình. Mình tham thiền, mình quán chiếu, hay mình chửi lầm bầm trong bụng kệ mình. Có người tu mật hạnh bằng cách chửi lầm bầm trong bụng, không nói tới ai nhưng mà chửi lầm bầm trong bụng. Câu hỏi số 3. Theo chúng con được biết, trong hệ thống kinh điển Pali, cụ thể là Vi Diệu Pháp Luận Tạng, không phải chỉ có nói tứ thiền mà có nói hết thải ngũ thiền. Vậy việc này có sai khác hay ảnh hưởng gì không? Còn tứ thánh quả có liên hệ gì đến tứ thiền hay không? Ở đây nó không ngoài. Nếu không có tứ thiền thì không tìm đâu ra tứ thánh quả. Bây giờ nói tứ thiền hay ngũ thiền thì phân hai ra không có cái gì sai khác. Giả sử giờ mình nói nè, tầng thiền thứ nhất đó là ngũ tứ gia hạnh vị. Vậy là tứ gia hạnh vị là tầng thiền thứ nhất được không? Tầng thiền thứ hai là ly sanh hỷ lạc. Mình chưa có tứ gia hạnh vị mà mình vô ly sanh hỷ lạc được không? Không được. Rồi, như vậy thì ở đây muốn nói là nó có sai khác hay không? Và xin thưa, Nam truyền với Bắc truyền không hề có sai khác, chẳng qua là cái cách trình bày, cách hạ thấp xuống, cũng như dòng điện mà chúng ta đang xài trên cái máy này với dòng điện 5000 kW ở trên kia không khác. Chẳng qua là đại thừa đó kéo cái dòng điện đó xuống, mã hóa nó để dụ dỗ những người mê tín nhất vẫn tu được.
Thế thôi. Câu số 4 là câu cuối cùng. Theo chúng con được biết, La Hầu La đi khất thực bị tướng hảo của Phật làm cho rung động, nghĩ mình cũng đẹp trai như Phật vì là con của Phật, nên Phật dạy bài pháp này. Tại sao Đức Phật dạy La Hầu La quán các đại mà không dạy bài pháp quán hơi thở như thầy Xá Lợi Phất dạy ngài La Hầu La? Ý nghĩa của việc này thế nào đối với việc ứng dụng trong đời sống xuất gia và tại gia? Thì tất cả chúng ta ai cũng có vọng, ai cũng có bản ngã, ai cũng tự cho mình ngon hết trơn, ai cũng tự cho mình đẹp. Nhưng mà trong cái mạng nó có 7 loại. Ở đây Đức Phật không dạy ngài La Hầu La về mạng, mà Đức Phật dạy ngài La Hầu La về quán năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, quán từ bi, quán tứ vô lượng tâm, rồi bắt đầu tu theo cái ngũ đại là địa thủy quả phong không. Như vậy thì nếu như mà Đức Phật dạy cho ngài La Hầu La là bởi vì ngài La Hầu La chưa hiểu được cái nội dung đó, làm sao mà hiểu được hơi thở, cho nên Đức Phật vẫn dạy hơi thở. Ngài La Hầu La nhắc, ngài Xá Lợi Phất nhắc ngài La Hầu La về hơi thở, nhưng cái bài dạy hơi thở này là do Đức Phật dạy. Cho nên ngài La Hầu La chưa có hiểu về hơi thở, ngài Xá Lợi Phất dạy con phải chánh niệm hít vào, chánh niệm thở ra khi con ngồi dưới gốc cây, nhưng con không hiểu cho nên con đến hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy, ông muốn hiểu được cái 16 cái đề mục quán hơi thở đó, ông phải hiểu trước những cái kia cái đó. Cho nên gọi là học, tu mà không học là tu mù. Ông muốn tu nhưng ông chưa có học, vậy là ta dạy cho ông học. Và Đức Phật á, bỏ ra 49 năm để giảng giáo pháp, vậy mà con người không cần học một pháp gì hết, chỉ cần tu theo cái kiểu mà họ cho rằng đúng. Nhớ không? Sư phụ dùng cái từ là tu theo cái kiểu mà họ cho là tu vậy đúng, chứ họ không cần học. Do vậy mà Đức Thế Tôn uống 49 năm thuyết pháp. Rồi, bốn câu hỏi đã được trả lời xong trong cái bài hôm qua. Chúc đại chúng tinh tấn tu học. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại chúng chắp tay hồi hướng: chúng sanh vô biên thế nguyện độ, phiền não vô tận thế nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thế nguyện học, Phật đạo vô thượng thế nguyện.